Quốc Khánh và Minh Vy rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên chương trình Đồng tiền thông minh trên kênh FBNC. Vâng, thưa quý vị, trong chương trình thì chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin liên quan đến việc quản lý tài chính doanh nghiệp và cá nhân, lên kế hoạch chi tiêu cho bản thân cũng như là đầu tư vào những lĩnh vực mà mình mong muốn. Bên cạnh đó thì chương trình cũng sẽ giới thiệu đến quý vị những mô hình kinh doanh mang lại giá trị cho người tiêu dùng như là quản lý chi phí hoặc là mang lại những cái sự tiện lợi hơn trong cuộc sống hàng ngày. Đừng quên đồng hành cùng với Smart Money, đồng tiền thông minh vào lúc 9 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên kênh FBNC nhé. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu chương trình, mời quý vị cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý diễn ra trong tuần qua. Dự án đường cao tốc Dầu Dây Liên Khương nối liền đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với đường cao tốc Liên Khương Brand thuộc tỉnh Lâm Đồng. Tuyến có tổng chiều dài là 200,3 km, bao gồm các phần thuộc đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo phương án đề xuất, đường cao tốc Dầu Dây Liên Khương có quy mô 6 làn xe. Tuy nhiên, giai đoạn đầu được đề xuất chỉ có 2 làn cho đoạn từ Dầu Dây đến Bảo Lộc. Riêng đoạn nối Bảo Lộc với Liên Khương phải chờ đến khi lưu lượng xe tăng lên. Ước tính tổng mức đầu tư toàn tuyến giai đoạn 2 2 làn xe là hơn 32.300 tỷ đồng theo hình thức xây dựng kinh doanh chuyển giao BOT. Nếu được Bộ Giao thông Vận tải thông qua, dự án sẽ được khởi công vào năm 2015. Theo ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, nhà chức trách hàng không Việt Nam, Lào, Campuchia đã thống nhất được việc thiết lập đường bay thẳng Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh qua không phận Lào - Campuchia vào tháng 6 năm 2015. Cùng với việc đàm phán với các cơ quan của Lào và Campuchia thống nhất thông số cụ thể của đường bay thẳng, Cục Hàng không sẽ thực hiện quy trình phối hợp với Văn phòng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO khu vực châu Á Thái Bình Dương để sớm công bố và đưa vào khai thác đường bay thẳng sử dụng vùng trời Lào - Campuchia. Trước đó, vào đầu tháng 9 năm 2014, Cục Hàng không và các hãng Vietnam Airlines, Vietjet Air đã bay thử đường bay thẳng Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh qua vùng trời Lào và Campuchia bằng buồng lái giả định với kết quả là rút ngắn được 85 km, giảm 5 phút bay và giảm 190 kg nhiên liệu so với đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh đường hàng không W1 hiện nay. Vào tháng 6 năm 2015, Việt Nam sẽ nhận chiếc máy bay hiện đại nhất thế giới, đó là chiếc Airbus 350XWB được Vietnam Airlines đặt mua với giá 340 triệu đô la, dự kiến đưa vào khai thác trong quý 3 năm sau. Airbus A350XWB là chiếc máy bay thương mại hiện đại nhất thế giới, lần đầu tiên được Vietnam Airlines nhập về trong tổng số 10 chiếc A350 mà hãng này đã đặt mua từ nhà chế tạo máy bay Airbus nhằm phục vụ các đường bay dài. Đại diện hãng Airbus cho biết, đây là chiếc máy bay Airbus 350 thứ 14 mà Airbus sản xuất theo đơn đặt hàng và Vietnam Airlines là hãng hàng không thứ 2 trên thế giới sở hữu loại máy bay này, sau Qatar Airways. Máy bay Airbus 350 là loại máy bay cỡ lớn có thân rộng. Thân máy bay được chế tạo bằng vật liệu có độ bền cao hơn các loại máy bay hiện đại. Loại vật liệu này giúp tiết kiệm đến 25% nhiên liệu và giảm 25% lượng khí thải CO2 ra môi trường. Khoang máy bay Airbus 350 SWB có thiết kế hiện đại cực rộng, cửa sổ lớn hơn máy bay bình thường, chỗ ngồi rộng và có thể chứa được vali kép. Đặc biệt, máy bay này có chức năng thu sóng Internet từ vệ tinh và phát Wi-Fi. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng mở rộng quyền thuê mua nhà xã hội của công nhân. Trong nhiều năm qua, nhu cầu về nhà ở của công nhân tại các khu cụm công nghiệp rất lớn, trong khi khả năng đáp ứng từ ngân sách nhà nước chỉ giải quyết được một phần rất nhỏ. Cơ chế huy động vốn từ các nguồn lực khác gặp rất nhiều vướng mắc. Rất nhiều công nhân phải đi thuê nhà trọ ở trong các thôn xóm ngoại thành gần khu công nghiệp với chất lượng kém, không đảm bảo an toàn và sức khỏe và các tiện ích cho sinh hoạt. Theo quy định mới, công nhân chỉ cần hộ khẩu tạm trú dài hạn là có quyền mua hay thuê nhà ở trong các dự án phát triển nhà. Riêng với quỹ nhà được đầu tư từ ngân sách thì công nhân được thuê và chỉ mua với quỹ nhà đầu tư ngoài ngân sách. Những quy định về tín dụng của gói 30.000 tỷ đồng cũng sẽ được điều chỉnh. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Đồng tiền thông minh trên kênh FBNC và tiếp tục những thông tin liên quan đến các chủ đề thương mại điện tử mà chúng ta đã làm trong các số vừa rồi. Thì ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị một khía cạnh mà rất nhiều người quan tâm, đó là khía cạnh thanh toán an toàn khi mà tham gia vào thương mại điện tử. Chị Vy thường thanh toán như thế nào khi mà mua hàng online? Nếu mà mua hàng online thì thường thường Minh Vy thanh toán bằng thẻ tín dụng. Mình cũng vậy. Minh Vy có bao giờ sử dụng ví điện tử, có bao giờ nghe tới khái niệm ví điện tử hay chưa? Ví điện tử, một khái niệm nghe hơi lạ. Minh Vy chưa bao giờ sử dụng và cũng không biết cái thông tin về ví điện tử nó hoạt động như thế mình nào. Mình cũng chưa biết và khái niệm đó cũng còn khá mới mẻ với một số người. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm ví điện tử và cách
làm thế nào để ví điện tử mang lại những cái giải pháp tiện lợi cũng như là an toàn cho người sử dụng khi tham gia mua sắm trên các trang thương mại điện tử. Mời quý vị sẽ quay trở lại trong phần tiếp theo. Chúng ta sẽ gặp gỡ với khách mời trong chương trình ngày hôm nay về chủ đề ví điện tử. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình trên website fbnc.vn hoặc là facebook.com/đồng tiền thông minh. Xin được chuyển kênh, chúng tôi sẽ còn quay trở lại sau ít phút nữa.